Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu. Chuyến thăm đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm, thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn. Đến thăm nước bạn Lào, lần đầu tiên trên cương vị đứng đầu cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn nhận được sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác song phương giữa hai quốc hội. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội nghị ASEP-7 tại Lào vào tháng 10 năm 2012. Hai bên đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác mới, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo quốc hội hai nước tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam-Lào lên tầm cao mới. Tại cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn, Thủ tướng Thongsin Thammavong, các nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển của mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, khẳng định quyết tâm giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu đó. Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã tham dự phiên họp toàn thể kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa 7 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào. Trên thế giới, thật hiếm có hai dân tộc láng giềng nào cùng gắn bó với nhau, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau trong cách mạng giải phóng dân tộc, lại có con đường phát triển tương đồng như hai nước chúng ta. Hơn 80 năm qua, nhân dân hai nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, cùng tiến hành hai cuộc kháng chiến vì độc lập tự do trong 30 năm và cùng giành thắng lợi trọn vẹn vào năm 1975. Đưa hai nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cùng tiến hành công cuộc đổi mới và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotu một lần nữa khẳng định những tình cảm đặc biệt dành cho những người đồng chí anh em thân thiết, là một biểu hiện sinh động của tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này của đoàn không chỉ là sự cổ vũ động viên nhân dân Lào trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà còn góp phần to lớn trong năm hữu nghị đoàn kết Lào-Việt, càng làm sâu sắc và củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hàn đã dày công nâng niu gìn giữ trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà nước pháp quyền của Việt Nam được đúc rút từ khi bắt đầu trong quá trình đổi mới đến nay. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn, thăm cố đô Luang Prabang, di sản thế giới nằm ở phía Bắc Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam, tạo thuận lợi cho bà con làm ăn sinh sống, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng bền chặt.